xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 27, quá trị không giúp ích gì trong điều trị ung thư. Hiện tại, ba vũ khí điều trị ung thư chủ lực là phẫu thuật, quá trị và xạ trị. Theo dòng lịch sử của bệnh ung thư, các bác sĩ và các nhà khoa học thấy rằng không có một phương pháp nào tỏ ra ưu việt. Điều trị ung thư phải kết hợp nhiều chuyên khoa và kết hợp nhiều mô thức với nhau. Mục tiêu là kéo dài sự sống cho bệnh nhân và mục đích cao hơn là chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Quá trị ung thư thường được hiểu là phương pháp điều trị bằng các thuốc hóa học có tính gây độc tế bào, dùng để phân biệt với điều trị bằng nội tiết hay điều trị sinh học. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp này đều là các phương pháp điều trị toàn thân, có cơ chế làm biến đổi đáp ứng sinh học của cơ thể và đều có bản chất hóa học. Thế nên quá trị có thể hiểu là tất cả các phương pháp này. Phạm vi bài viết này chỉ đề cập tới quá trị bằng thuốc độc tế bào. Hiện tại quá trị có các hình thức như sau. Quá trị đơn thuần. Bệnh ung thư chỉ điều trị bằng quá trị, thường là ung thư hệ tạo huyết như ung thư bạch huyết, lymphom, ung thư máu. Quá trị hỗ trợ. Quá trị được thực hiện sau khi điều trị tại chỗ, phẫu thuật, xạ trị để tiêu diệt các vi di căn, tức di căn ở cấp độ tế bào không phát hiện được bằng xét nghiệm, hình ảnh học nhằm cải thiện tiên lượng sống còn cho bệnh nhân. Quá trị tân hỗ trợ. Quá trị nhằm làm cho các khối bướu nhỏ lại để thuận lợi cho các bước điều trị tiếp theo, thường là giúp cho phẫu thuật được thuận lợi hơn. Quá xạ trị đồng thời. Kết hợp đặc tính ưu việt của quá trị và xạ trị cùng lúc để hỗ trợ lẫn nhau. Một số trường hợp kết hợp quá trị và các phương thức khác trong điều trị ung thư như lymphom, ung thư hạch hay ung thư hệ bạch huyết, điều trị bằng quá trị là chính. Bên cạnh đó, phẫu thuật được áp dụng giới hạn trong sinh thiết hạch để chẩn đoán và trong giải quyết một số tình huống cấp cứu như tắc ruột, ung thư vú, phẫu thuật vẫn là phương pháp chính yếu. Đa phần việc điều trị ung thư vú hiện nay là sự phối hợp của nhiều phương thức, bao gồm quá trị, xạ trị, thuốc nội tiết khi có chỉ định. Có nhiều cách phối hợp khác nhau nhằm tối ưu hóa và cải thiện thời gian sống còn của bệnh nhân. Hầu hết các thuốc quá trị đều nhắm vào hoạt động phân chia của tế bào và tác động mạnh hơn trên tế bào phân chia nhanh. Các tế bào ung thư có đặc trưng là phân chia rất nhanh, mất kiểm soát, vậy nên thuốc quá trị có thể tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, cũng vì đặc tính này mà thuốc quá trị gây ra tác dụng phụ trên các tế bào lành sinh sản nhanh như tóc, móng, tế bào đường ruột. Tuy nhiên, một trong những thất bại của quá trị làm đau đầu nhiều nhà khoa học là hiện tượng kháng thuốc. Dù đã nghiên cứu kỹ và vào sâu vào cơ chế tác dụng của thuốc, tưởng rằng có thể điều trị khỏi hoàn toàn ung thư, nhưng hiện nay, hiện tượng kháng thuốc khiến cho việc điều trị ung thư vẫn còn là vấn đề nan giải. Có hai kiểu đề kháng thuốc. Đề kháng thuốc nguyên phát. Một số bướu tự bản thân đáp ứng rất kém với quá trị như melanom, ung thư da loại tế bào hắc tố. Đề kháng thuốc mắc phải. Xảy ra trong suốt quá trình điều trị do sự biến đổi thích ứng của tế bào bướu hay do đột biến một hay nhiều gen. Ngoài ra, quá trị có những tác dụng phụ làm nhiều bệnh nhân rất e ngại điều trị, bao gồm cấp cứu, sốc phản vệ, phản ứng dị ứng trầm trọng khởi phát nhanh chóng và có thể gây tử vong. Tác dụng phụ sớm, trong vòng vài ngày quá trị, nôn ói, mệt mỏi, sốt, lở miệng. Tác dụng phụ trễ, sau vài ngày hoặc vài tháng, thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, chán ăn, tiêu chảy, táo bón, rụng tóc, hư móng, giảm thính lực, dị cảm, tê, ngứa, răng rác, đầu chi, rối loạn hệ sinh dục. Tác dụng phụ muộn, sau nhiều năm, vô sinh, đột biến di truyền cho con cái, xuất hiện ung thư mới, suy tim, xơ phổi. Mỗi thuốc quá trị có độc tính riêng, bệnh nhân cần được bác sĩ điều trị ung thư cảnh báo trước những tác dụng phụ này và có kế hoạch kiểm soát tốt. Nhiều bệnh nhân e ngại khi nhắc đến quá trị, tuy nhiên dù có nhiều tác dụng phụ nhưng nếu kiểm soát tốt thì quá trị sẽ mang đến nhiều lợi ích đáng kể về mặt sống còn cho bệnh nhân ung thư. Những lợi ích đó bao gồm: quá trị có khả năng chữa khỏi ung thư hệ tạo huyết như lymphom, ung thư máu. Giảm khả năng tái phát di căn xa khi quá trị hỗ trợ điều trị cho một số ung thư giai đoạn sớm như ung thư vú, ung thư đại tràng. Vũ khí điều trị chủ lực ở ung thư giai đoạn tiến xa.
Hiện nay, các nhà khoa học đang nghiên cứu nhiều thuốc hóa trị mới, tìm hiểu sâu vào cơ chế bệnh và hứa hẹn trong tương lai sẽ có nhiều thuốc điều trị ung thư hiệu quả. Tổng kết lại, hóa trị ngày càng có vai trò quan trọng trong điều trị ung thư. Tuy nhiên, cần kết hợp đa chuyên khoa, đa mô thức nhằm mục đích kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư. Hóa trị đóng vai trò cả trong ung thư giai đoạn sớm và giai đoạn muộn, tùy thuộc vào từng bệnh nhân, từng loại bệnh ung thư mà các bác sĩ chuyên khoa ung thư sẽ chỉ định có nên hóa trị hay không. Có nhiều thuốc mới hứa hẹn điều trị hiệu quả. Có nhiều thuốc giảm tác dụng phụ của hóa trị nên hóa trị sẽ không còn thật sự đáng sợ nữa. Sự thật, hóa trị có vai trò rất lớn trong điều trị bệnh ung thư. Thạc sĩ bác sĩ Trần Hoàng Hiệp. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Bằng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.